tăng cường chất lượng sống Lift Asia cũng như sự kiện kỷ niệm 11 năm thành lập tập đoàn CMC Asia. Tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị quan chức, khách mời, huấn luyện viên, vận động viên các nước bao gồm Lift for Life, Yoga for Life, Go for Life. Đây là những sự kiện thể thao và giải trí nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư và thể thao, trình diễn những trận đấu đỉnh cao để đáp ứng sự nhiệt tình yêu mến của khán giả trong bộ môn Muay Thai. Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ tài trợ cho công tác tổ chức giải, các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo đài đã đến tham dự và đưa tin. Xin chúc giải thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố. Xin cảm ơn quý khán và về các vị khách quý ngày hôm nay, tôi xin được phép giới thiệu. Oh,
và Lê Hoàng Đức đến từ Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và kết quả với số điểm 3-0, chiến thắng nghiêng về võ sĩ ở góc đài xanh. The winner of the blue corner. Xin cảm ơn cả hai. 63, 48, với thành tích 42 trận thắng, 20 trận thua. Thank you.